Xin chào toàn thể anh em yêu chim thẻ lướt. Luôn chim ấy, thì ai cũng muốn là những chú chim mình có được bộ lông đẹp, mượt mà, óng ả. Muốn chú chim chúng ta có bộ lông đẹp thì cái việc thay lông cũng phải thật sự làm diễn ra một cách nhanh chóng và thời gian gọn để làm sao chúng ta có thể bổ sung được nhiều dưỡng chất cho chim ở cái thay lông. Khi chim thay lông mà không thay một thời điểm thì tình trạng là chim thay lông thưa thớt và thay một kéo dài, những tình trạng là chim lông một cách gọi là gần như là không thể nào mà đúng theo cái chu kỳ của chim thì lông mọc và không được đẹp anh em nhé. Làm sao để cho con chim chúng ta thay lông được nhanh và ổn định thì sau đây em chia sẻ một số ý kiến, một số kiến thức để cho anh em có thể là tham khảo thêm. Đầu tiên, muốn cho chim chúng ta thay lông nhanh, đến thời kỳ thay lông anh em được cắt những cái thành phần dinh dưỡng lỏng như là sâu rất là lỏng anh em nhé, nó sẽ làm con chim bị bó lông, săn lông này, và cái lỗ chân lông của chim nó sẽ bít và rất khó xuống lông. Thứ hai là anh em để cho chim tăng mùi tươi như là dế, cào cào, rán đó, hoặc trứng kiến cũng là một dinh dưỡng rất là béo và bổ sung cho lông rất là tốt. Hai nữa là anh em cho ăn khẩu phần nó tăng hoa quả lên, chẳng hạn như là những loài chim như là trào mào hay là hoành quyên, những loài chim này rất cần hoa quả. Trong thời kỳ thay lông của những loài chim này, anh em tăng hoa quả lên và anh em tăng những loại hoa quả có nguồn nước cao để cho chim dễ thay lông hơn. Bởi vì khi con chim nó trong người nó nhiều nước, đủ nước, nó sẽ đẩy lông ra dễ hơn và chuyết lông nhanh hơn. Những loài chim này anh em nên bổ sung cho mùi tươi hoa quả như là cà chua này, đu đủ này, hay là cam. Và anh em tránh bổ sung hoa quả như là táo tàu, như hè chuối, bởi vì những loại hoa quả này rất là dễ kích lửa chim, như là táo. Táo thì là một loại hoa quả ít nước và gần như là làm chim cũng phải nóng và chỉ căng lửa thôi. Và trong mùa thay lông thì anh em tránh những hoa quả đấy. Thứ hai là chỗ treo chim. Anh em phải treo chim vào những chỗ thật là yên tĩnh, không có người qua lại, để cho chim nó cảm giác là nó biết là chỗ này thật là an toàn để chốt lông dễ hơn, nhanh hơn. Tránh những chỗ mà có chó, mèo hay là chuột, bọ. Tiếp theo là việc tắm cho chim. Thì anh em nhớ là muốn cho chim nó xuống lông nhanh ý, anh em phải tắm nước thật là nhiều, làm cho chim nó cảm thấy cơ thể thật là mát, dễ chịu thì nó mới xuống lông nhanh. Một cái mẹo nữa là muốn cho chim xuống lông nhanh ý, thì anh em hãy tắm cho chim buổi chiều tối anh em nhé. Anh em đừng tắm vào buổi sáng hay buổi trưa. Và khi anh em tắm xong một buổi chiều tối khoảng tầm 4 giờ 5 giờ anh em cũng đừng tắm tối quá. Tắm tối quá chim sẽ dễ bị cảm. Và tắm xong anh em chỉ phơi cho con chim nó được gọi là hơi ráo ráo lông nhé, chưa khô hẳn. Thấy con chim nó hơi còn lông còn hơi bết nước, ướt, anh em phủ lông luôn. Thì cái việc này làm cho con chim cảm thấy nó hơi cái cảm giác là vẫn còn cái nước trong người, nó là nó khó chịu và nó muốn chút lông thật nhanh. Tiếp theo nữa là anh em làm cho con chim một cái chỗ góc treo riêng, không có tiếng chim hót nữa, không nghe chim hót nữa, và làm cho con chim cảm thấy chỉ có một mình thôi, làm con chim cảm thấy nó buồn, stress. Và khi con chim nó bị stress nó xuống lông rất nhanh anh em nhé. Đó là những cái ý kiến mà em chia sẻ, em đã từng làm như vậy rồi, từng trên những cái gì của em, và em cảm thấy thật sự là rất là hiệu quả. Thì em cũng muốn chia sẻ với anh em, có thể để anh em cùng lấy thêm những kiến thức này, anh em có thể áp dụng và nuôi cho chú chim mình. Xin cảm ơn anh em, chúc anh em thành công. Chào anh em.